chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA số tháng 10 năm 2021. Trong chuyên đề ngày hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng để trao đổi về quy tắc xuất xứ và một số nội dung chính của Hiệp định EVFTA. Thưa quý vị, ngành dệt may, da giày đang có nhiều triển vọng tích cực ở các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản. Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết quý tư năm nay. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, ngành dệt may và da giày trong nửa đầu năm 2021 đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước, khi một số thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam dần hồi phục và tận dụng tốt cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết và đi vào thực thi. Tại các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu đến quý 3 năm nay. Người tiêu dùng Mỹ và châu Âu đã gia tăng nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng như quần áo và giày dép khi kinh tế được phục hồi do dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa. Bộ Công Thương cho biết chỉ số sản xuất ngành dệt tháng 5 năm 2021 tăng 2,2% so với tháng trước, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020. Ngành sản xuất trang phục lần lượt tăng 2,1% và 12,9%. Ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 8,1% và 21,2%. Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất ngành dệt may tăng 8,1% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất trang phục tăng 9,1%. Chỉ số sản xuất ngành da và các sản phẩm liên quan tháng 5 tăng 8,1% so với tháng 4 và tăng 21,2% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất của ngành này tăng 12% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm trong ngành đạt mức tăng trưởng khá như vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 261,5 triệu mét vuông, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 482,5 triệu mét vuông, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Quần áo mặc thường ước đạt 1.882,9 triệu cái, tăng 9,7%. Giày dép da ước đạt 121 triệu đôi, tăng 12,6%. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc ước đạt 12,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu sợi dệt các loại tăng 60,1%. Kim ngạch xuất khẩu vải mành và kỹ thuật khác tăng 66,2%. Kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại ước đạt 8,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Cùng với định hướng của tỉnh, sự đầu tư của Thaco thời gian gần đây đã giúp Quảng Nam dần hình thành hạ tầng logistics, hiện thực hóa mục tiêu đưa logistics trở thành ngành mũi nhọn của Quảng Nam, động lực thúc đẩy thu hút đầu tư các ngành công nghiệp và dịch vụ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng logistics, những năm gần đây Quảng Nam tiếp tục đầu tư kết nối các tuyến giao thông chính giữa đường cao tốc với quốc lộ và tỉnh lộ, đường huyện và đường tỉnh, các tuyến ven biển. Dự kiến trong năm 2022, tỉnh sẽ hoàn thành nâng cấp tuyến luồng vào cảng Chu Lai từ độ sâu 8,1 m lên 10 m, đảm bảo tiếp nhận tàu có tải trọng lớn. Điều này sẽ góp phần phát triển hài hòa các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy, kết hợp giữa phát triển kết cấu hạ tầng, phương tiện và các loại hình vận tải một cách hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả logistics trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư. Thông qua việc tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quyết tâm nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy hành chính, chủ trì triển khai thực hiện các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thưa quý vị, mặc dù chịu những tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, song thực tế 9 tháng qua cho thấy hầu hết các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tam Thăng vẫn duy trì và phát triển sản xuất. Một trong những biểu hiện tích cực hiện nay là ngay trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đa số doanh nghiệp gặp khó khăn phải dừng hoạt động hoặc co cụm, thì các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Tam Thăng vẫn hoạt động ổn định, mở rộng sản xuất, đã thu hút thêm 2.900 lao động vào làm việc, nâng tổng số lao động làm việc tại khu công nghiệp Tam Thăng lên gần 13.000 người. Để đảm bảo an toàn sản xuất, các doanh nghiệp tại đây cũng đã được tỉnh và ngành y tế hỗ trợ triển khai tiêm vaccine cho hầu hết lực lượng lao động. Hiện tổng số lao động đã tiêm vaccine mũi 1 của khu công nghiệp Tam Thăng đã lên đến gần 12.000 người, tương ứng với trên 94% số lao động đang làm việc tại đây. Hiện tại, việc thực hiện chủ trương của tỉnh trong việc khuyến khích các cơ sở sản xuất chủ động phương án 3 tại chỗ khi cần thiết, việc vận chuyển hàng hóa lưu thông chưa kịp thời dẫn đến trễ đơn hàng và tồn bãi lâu,
kinh phí xét nghiệm cao là những áp lực không nhỏ đối với doanh nghiệp trong điều kiện sản xuất nhiều khó khăn của dịch bệnh. Song với sự đồng hành về chủ trương của tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các ngành, đến nay 24 dự án đầu tư vào khu công nghiệp Tam Thăng vẫn đang hoạt động ổn định. Đặc biệt, 19 dự án đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Đức, Hồng Kông với tổng vốn đăng ký hơn 540 triệu đô la Mỹ và hơn 380 tỷ đồng. Tổng vốn đã thực hiện hơn 430 triệu đô la Mỹ và hơn 270 tỷ đồng, hiện vẫn đang hoạt động ổn định. Được khởi công xây dựng kết cấu hạ tầng vào ngày đầu năm 2015 đến nay, khu công nghiệp Tam Thăng đã thu hút 24 dự án đầu tư, trong đó có 19 dự án vốn FDI, chủ yếu là nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Đức, Hồng Kông, với tổng vốn đăng ký hơn 540 triệu đô la Mỹ và hơn 380 tỷ đồng. Tổng vốn đã thực hiện hơn 430 triệu đô la Mỹ và hơn 270 tỷ đồng đến ngày 31 tháng 6 năm 2021. Trong đó có 15 trên 24 dự án ngành may, phụ trợ dệt may, Banco, Celebrity Vina, Amen, Quender. Có 5 trên 24 dự án phụ trợ ô tô, gồm Hyosung, CTA Vina, OCC, Dressmeyer Automotive và 4 dự án thuộc các ngành nghề khác, đặc biệt là dự án nhà máy tái sử dụng nước cấp lại phục vụ sản xuất cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tam Thăng. Thưa quý vị, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu EVFTA có hiệu lực đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI đón đầu và tận dụng tốt các FTA, trong đó có EVFTA. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh sự hỗ trợ từ phía chính phủ và các hiệp hội để tiếp cận thông tin từ các hiệp định CPTPP, EVFTA thì cần nhanh chóng nghiên cứu tìm hiểu kỹ về các hiệp định này. Đặc biệt là việc nhìn nhận lại năng lực cạnh tranh để nhanh chóng cải thiện thì mới có thể tiếp cận thị trường này. Song song với tìm hiểu sâu về những cơ hội và thách thức thì sự chủ động đầu tư và đổi mới trang thiết bị công nghệ theo chiều sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Bởi nếu không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế thì sản phẩm của doanh nghiệp không thể cạnh tranh được với các nước khác. Cùng với đó, doanh nghiệp cần phải chủ động trong việc lựa chọn nguồn gốc và các nguyên phụ liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn gốc xuất xứ, phải thực hiện tốt các yêu cầu khác như vệ sinh, kiểm dịch động thực vật, hàng rào kỹ thuật, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động có tay nghề và nhân lực trình độ cao, chủ động liên kết gắn bó giữa các doanh nghiệp cùng xây dựng chiến lược phát triển thị trường nội địa và nước ngoài. Đối với công ty Tuấn Đạt thì mình đã có những cái khách hàng truyền thống với lại cái đội ngũ cán bộ của mình nó sẵn họ có cái tay nghề và có năng lực, cho nên là mình tìm khai thác được một số khách hàng mới. Đối với doanh nghiệp sản xuất hàng hóa cung ứng dịch vụ nội địa cần tìm hiểu các cam kết về mở cửa thị trường Việt Nam như loại bỏ các giảm thuế quan đối với các loại hàng hóa, cam kết mở cửa thị trường đối với các dịch vụ có cạnh tranh trực tiếp, gián tiếp tới hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, cam kết loại bỏ thuế quan đối với máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu, phục vụ sản xuất của doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh như xác định thế mạnh của mình để phát huy và nhận diện các yếu tố đang cản trở năng lực cạnh tranh để có giải pháp cải thiện. EVFTA có hiệu lực, đồng nghĩa với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ được hưởng lợi về thuế quan khi xuất nhập khẩu hàng hóa từ các nước EU, và đây là cơ hội để hàng hóa của doanh nghiệp ở Quảng Nam hội nhập sâu vào thị trường cao cấp đầy tiềm năng, đặc biệt là đối với các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh như các ngành dệt may, nông sản, thủy hải sản. Hàng hóa xuất khẩu của Quảng Nam thời gian qua đã vươn tới hầu hết thị trường trên thế giới, nhiều sản phẩm dần có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, trong đó có EU. Sau một thời gian mở cửa liên tục và đàm phán liên tục thì rất nhiều hiệp định thương mại của Việt Nam đã được ký kết và có hiệu lực, chẳng như là một hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và thị trường châu Âu trong năm vừa qua thì đã có hiệu lực. Thì chúng tôi hy vọng rằng là trong năm tới thì doanh nghiệp Việt Nam có những cái lợi thế trong việc đa dạng hóa thị trường. Điều đáng quan tâm, doanh nghiệp Quảng Nam chủ yếu là doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa, do đó cần tiếp tục triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để kết nối chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu, đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số.
Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên đề Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu EVFTA số tháng 10. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.